Có thể nói rằng, ở thời điểm hiện tại, Hoa Kỳ là quốc gia có sự chi phối lớn đối với thế giới. Vì vậy, việc ai sẽ lên làm Tổng thống Mỹ luôn là sự quan tâm lớn đối với quốc tế. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang diễn ra vô cùng gay cấn giữa đại diện của Đảng Cộng Hòa là cựu Tổng thống Donald Trump và đại diện của Đảng Dân Chủ là bà Kamala Harris. Và mới đây, một sự việc rúng động đã xảy ra với ông Donald Trump. Theo đó, các đầu báo từ xứ sở cờ hoa cho biết ông Trump đã bị ám sát hụt khi đang chơi golf. Nếu các bạn là người quan tâm đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trong thời gian gần đây, thì chắc các bạn cũng biết trước đó ông Trump đã bị ám sát hụt khi đang phát biểu tranh cử công khai trước người dân Mỹ. Vụ ám sát bất thành tại sân golf của ông Trump xảy ra 2 tháng sau một vụ ám sát cũng nhằm vào ông tại một cuộc vận động ở Butler, Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7, khiến cơ quan mật vụ Mỹ bị giám sát chặt chẽ. Cảnh sát trưởng của thành phố West Palm Beach thuộc Florida là Rick Bradshaw đã cho biết trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 9 rằng văn phòng của ông đã được thông báo lúc 1 giờ 30 chiều theo giờ địa phương về những phát súng do sở mật vụ Mỹ bắn khi các đặc vụ nổ súng vào một người đàn ông có súng trường trong bụi rậm dọc theo chu vi của câu lạc bộ golf quốc tế nơi ông Trump đang chơi. Theo ông Rick Bradshaw cho biết, một mật vụ đã phát hiện ra một nòng súng trường có ống ngắm nhô ra khỏi hàng rào sân golf và mật vụ này đã ngay lập tức giao chiến với người đó. Bradshaw còn cho biết, mật vụ phát hiện ra khẩu súng trường trong lúc một thành viên của nhóm bảo vệ đi trước ông Trump một hoặc hai lỗ trên sân golf đang di chuyển. Một nhân viên cho biết kẻ cầm khẩu súng chỉ cách ông Trump chưa đến 500m. Theo các quan chức cho biết, một khẩu súng trường kiểu AK-47 có ống ngắm, hai chiếc ba lô treo trên hàng rào và bên trong có gạch men và một camera GoPro đã được thu giữ tại hiện trường. Ngay sau đó, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường và bị một nhân chứng phát hiện. Nhờ vào nhân chứng này mà cuối cùng thì các quan chức thực thi pháp luật đã xác định được phương tiện của nghi phạm đang lái về phía bắc trên đường I-95 ở quận Martin, một quận ở phía bắc Palm Beach, cảnh sát trưởng Bradshaw cho biết. Chúng tôi bắt gặp một nhân chứng đến và nói rằng, này, tôi thấy gã đó chạy ra khỏi bụi cây, hắn nhảy lên một chiếc Nissan màu đen và tôi đã chụp ảnh chiếc xe và biển số xe, và điều này thật hữu ích đối với chúng tôi. Chính quyền đã báo cho văn phòng cảnh sát trưởng quận Martin và bắt giữ người này. Sau đó, nhân chứng đã có thể nhận dạng được người đàn ông này. Theo các nguồn tin, thì Ryan Wesley Rao, 58 tuổi, đã bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI bắt giữ trong ngày 15 tháng 9 theo giờ địa phương do tình nghi liên quan đến âm mưu ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo tờ CNN, các nhà chức trách Mỹ đang xin lệnh kiểm tra tài khoản mạng xã hội được cho là có liên quan tới Rao. Một số hoạt động trực tuyến của đối tượng này đã bị nghi ngờ sử dụng các nền tảng đặt bên ngoài lãnh thổ của Mỹ. Do đó, FBI sẽ cần phải hợp tác với các đối tác quốc tế để xác định mọi tình tiết về nghi phạm. Hiện cuộc điều tra đang trong giai đoạn đầu và các nhà điều tra vẫn chưa xác định được thêm đồng phạm nào của Rao. Ngay sau khi nhận được tin ông Trump bị ám sát bất thành, một số chính trị gia của xứ cờ hoa đã lên tiếng. Phía Lầu Năm Góc cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, người đang tranh cử chức Tổng thống với Trump, đã được thông báo về sự cố an ninh liên quan đến Trump và cả hai đều nhẹ nhõm khi biết rằng ông ấy an toàn. Bà Harris viết trên nền tảng mạng xã hội X như sau: Tôi đã được thông báo về các báo cáo liên quan đến tiếng súng nổ gần cựu Tổng thống Trump và khu nhà của ông ấy ở Florida và tôi mừng là ông ấy vẫn an toàn. Bạo lực không có chỗ ở nước Mỹ. Bên cạnh đó, ứng viên cho chức Phó Tổng thống Mỹ Tim Walz của Đảng Dân Chủ cũng đang lên mạng xã hội X với dòng nội dung như sau: Tôi mừng khi nghe tin Donald Trump an toàn, bạo lực không giải quyết được vấn đề và nó tuyệt đối không có chỗ đứng ở đất nước chúng ta. Trong khi đó, ứng cử viên cho chức Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance của Đảng Cộng Hòa cũng chia sẻ trên mạng xã hội X với những dòng trạng thái như sau: Tôi rất vui mừng vì ông Trump vẫn an toàn. Tôi đã nói chuyện với ông ấy trước khi tin tức này được công khai và thật đáng kinh ngạc là ông ấy vẫn rất vui vẻ. Chúng ta vẫn chưa biết nhiều điều về cuộc ám sát bất thành này, nhưng tôi sẽ cầu nguyện để bày tỏ lòng biết ơn. Ngoài ra, giám đốc truyền thông của chiến dịch tranh cử cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Stephen Chell cũng thông báo rằng ứng cử viên Đảng Cộng Hòa vẫn an toàn sau tiếng súng nổ gần ông. Về phần mình, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cập nhật trên trang web gây quỹ của mình bằng một thông điệp mạnh mẽ sau khi bị ám sát hụt lần thứ hai. Theo các thông tin từ kênh CNN ngày 15 tháng 9 theo giờ Hoa Kỳ, thông điệp của ông Trump có nội dung như sau: Đừng sợ, tôi vẫn an toàn và khỏe mạnh, không có ai bị thương trong vụ nổ súng lần này. Tạ ơn Chúa, nhưng có những người trên thế giới này sẵn sàng làm mọi thứ để ngăn chặn tôi trở thành Tổng thống Mỹ một lần nữa. Tuy nhiên, điều này không làm cho tôi run sợ. Tôi sẽ không ngừng chiến đấu vì các bạn. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng. Tôi luôn yêu quý các bạn vì đã luôn bên cạnh và ủng hộ tôi trong thời gian vừa qua. Bằng sự đoàn kết, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Dường như vụ ám sát lần này khiến ông Trump càng trở nên quyết tâm hơn trong cuộc vận động tranh cử và mọi chuyện vẫn còn đang ở phía trước. Việc ông Trump đã hai lần bị ám sát đã làm dấy lên nhiều lo ngại về an ninh của cuộc bầu cử, cũng như có nhiều ý kiến cho rằng liệu đã có thế lực nào bên ngoài nước Mỹ nhúng tay vào hay không. Theo tờ New York Post và New York Times, trước khi xảy ra vụ ám sát ông Trump, nghi phạm Rouse đã tới thăm Ukraine và bày tỏ sự ủng hộ đối với chính quyền Kiev. Tờ New York Post viết như sau: Ryan Wesley Rouse đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ Ukraine trong cuộc xung đột quân sự với Nga và thúc đẩy ý tưởng để các cựu chiến binh Afghanistan chiến đấu cho Ukraine. Trước đó, Rouse cũng đã từng tuyên bố rằng ông sẵn sàng chiến đấu ở tuyến đầu của Ukraine nếu được cho phép. Đáng lưu ý hơn là New York Times tiết lộ Rouse vốn là một nhà đầu tư lợp mái đến từ Greensboro, Bắc Carolina và từng có cuộc phỏng vấn với tờ báo này vào năm 2023. Trong một bài viết về những người Mỹ tình nguyện hỗ trợ nỗ lực chiến tranh ở Ukraine. Theo đó, Rao cho biết mặc dù bản thân không có kinh nghiệm về quân sự cũng như không phải là một người lính, nhưng ông đã tới Ukraine ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt với quốc gia này. Đồng thời, Rao bày tỏ mong muốn tuyển mộ các cựu chiến binh Afghanistan chiến đấu cho Kiev. Vào thời điểm năm 2023, khi trả lời phỏng vấn của New York Times qua điện thoại, Rouse đã bày tỏ niềm tin rằng kế hoạch nỗ lực hỗ trợ chiến tranh của Ukraine chắc chắn sẽ thành công. Thời điểm đó, Rouse cho biết mình đang có mặt ở thủ đô Washington để gặp Ủy ban An ninh và Hợp tác Mỹ tại châu Âu, hay còn được gọi là Ủy ban Helsinki, trong vòng 2 tiếng để nhằm thúc đẩy thêm sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ và các nước phương Tây cho Ukraine. Bên cạnh đó, người đàn ông này cũng cho biết thêm rằng anh ta đang tìm kiếm những người lính Afghanistan chạy trốn khỏi Taliban để tuyển dụng họ chiến đấu cho Ukraine. Rao tiết lộ đã lên hẳn một kế hoạch đưa những cựu binh này từ Pakistan và Iran đến Ukraine, dù trong một số trường hợp là bất hợp pháp và hàng chục người đã bày tỏ sự quan tâm đến kế hoạch này. Cũng theo xác minh từ tờ New York Times, ít nhất một cựu binh Afghanistan thừa nhận đã được Rao liên lạc. Trước đó, trong một bài đăng vào tháng 5 năm 2020, Rao đã mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Hawaii để nghỉ mát và đề nghị được làm đại sứ cũng như trung gian giúp giải quyết các tranh chấp giữa hai quốc gia Mỹ-Triều. Với tất cả những gì mà hai tờ báo New York Post và New York Times tiết lộ, thì mọi người có quyền hoài nghi rằng đang có một thế lực nào đó bên ngoài nước Mỹ đang chi phối cuộc đua vào vị trí cao nhất tại Nhà Trắng. Trước đó, ông Trump đã bày tỏ quan điểm của mình về Tổng thống Ukraine như sau: Tôi nghĩ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là tay buôn chính hiệu, giỏi hơn mọi chính trị gia từng sống trên đời. Ông ấy đến Mỹ và xin được ngay 60 tỷ USD. Ông ấy về đến nhà và ngay lập tức tuyên bố cần thêm 60 tỷ USD nữa. Ông ấy không có điểm dừng. Ông Trump gọi các khoản viện trợ này là phi vụ lừa đảo khổng lồ mới nhất và nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Ông cũng phản đối Tổng thống Joe Biden tiếp tục viện trợ cho Ukraine, trong đó có thỏa thuận hợp tác an ninh 10 năm vừa được ký kết bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Italia. Ông Trump cũng đã tuyên bố rằng sẽ xử lý tình trạng này ngay khi vào Nhà Trắng với tư cách là Tổng thống đắc cử. Ông Trump cũng cam kết sẽ dàn xếp trong cuộc chiến tại Ukraine và chấm dứt mọi chết chóc một khi đắc cử. Hiện tại, Trump cùng bà Harris đang tích cực chạy đua cho vị trí tối cao tại xứ cờ hoa. Và dù cho đã bị ám sát đến 2 lần, nhưng với tính cách cứng rắn của ông Donald Trump thì việc bỏ cuộc là gần như không thể. Không biết từ đây đến khi bầu cử thành công còn có biến cố gì xảy ra hay không. Thế nhưng với hai vụ ám sát nhằm vào cựu Tổng thống Trump, cho ta thấy rằng dường như có nhiều thế lực không muốn ông làm Tổng thống Mỹ.